Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 18 tháng 3, Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang điều tra truy xét vụ việc người phụ nữ bị đâm gục giữa đường. Trước đó khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, người dân thấy người phụ nữ hơn 30 tuổi chạy xe máy trên đường Lương Ngang, khi qua địa bàn ấp 3, xã Tân Nhật, huyện Bình Chánh, người phụ nữ được cho là bị một người đàn ông đi xe máy dùng hung khí tấn công. Nạn nhân trọng thương, gục tại chỗ, nghi phạm sau đó tẩu thoát. Người dân khu vực hô hoán tới kiểm tra thì người phụ nữ nói rằng bị chồng đâm. Người phụ nữ sau đó được người dân phối hợp với công an đưa đi bệnh viện cấp cứu. Cơ quan chức năng cũng phong tỏa khu vực lấy lời khai điều tra một số người dân cho biết người phụ nữ có gia đình và hai con thời gian gần đây người thân nạn nhân ở xã tân nhượt mất nên người này về đây lo việc thắp hương trông nom nhà cửa sáng cùng ngày người phụ nữ đưa con đi học sau đó ghé chợ trên đường tân long gần chân cầu ấp quán mua đồ về nấu ăn khi nạn nhân rẽ từ đường tân long vào đường lương ngang một đoạn thì bị người đàn ông chạy xe máy theo phía sau tấn công hiện vụ việc đang được điều tra Liên quan đến án mạng thương tâm, ngày 18 tháng 3, Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long điều tra vụ một người đàn ông bị đâm tử vong tại địa phương. Thông tin ban đầu vào tối ngày 17 tháng 3, tại nhà ông NVH ngụ ấp Thạnh Phú, xã Thạnh Cuối, huyện Long Hồ, tổ chức dùng cơm và uống rượu trong gia đình, nhà ông nội. Những người tham gia gồm ông HNVD, con ông H, mươi 15 tuổi và NTTN, 8 tuổi đều là con ông D, cùng một số người khác. Sau khi ăn cơm xong, Hát và Nờ ra võng ngoài sân đùa giỡn, trong lúc nô đùa thì Nờ té từ trên võng xuống đất nên khóc, vì vậy ông D la dậy Hát, Hát cự cãi với cha mình, liền bị ông D đánh vài cái vào mặt, Hát bỏ về nhà cách đó khoảng 100 mét, lấy dao tự chế đến đâm vào ông D, lúc này mọi người can ngăn và đưa ông D đi cấp cứu nhưng đã tử vong, Hát bị công an mời làm việc sau đó. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã phát đi thông báo gửi phòng cảnh sát hình sự công an các tỉnh thành phố công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Thanh Hóa, đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa truy tìm nhân chứng vụ người phụ nữ tử vong bất thường chưa rõ nguyên nhân trên tuyến đường Nghi Sơn, Sao Vàng hôm 16 tháng 3. Thông báo nêu rõ, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc bà Lê Thị P, sinh năm 1976, ngụ thôn 5, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tử vong chưa rõ nguyên nhân, được phát hiện vào chiều tối ngày 16 tháng 3 tại vị trí dưới kênh nước sát đường cao tốc Nghi Sơn, Sao Vàng, đoạn km 17-1 thuộc địa phận thôn 6, xã Vân Sơn. Quá trình khám nghiệm hiện trường phát hiện xe máy của bà P nhãn hiệu Honda Vision màu trắng, biển kiểm soát 36P7 74227 dựng ngay sát thanh rào chắn ven đường phía tây, đầu xe quay ngược chiều với hướng đường từ Sao Vàng đi Nghi Sơn. Để làm rõ nguyên nhân tử vong của bà P, Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo đến các cơ quan nêu trên để phối hợp thông báo đến quần chúng nhân dân trong khoảng thời gian từ 14 giờ 30 phút đến 17 giờ ngày 16 tháng 3 năm 2024 có công dân nào điều khiển phương tiện tham gia giao thông, có lắp camera hành trình hoặc di chuyển qua tuyến đường nêu trên, biết nội dung có liên quan đến vụ việc thì báo tin cho Công an tỉnh Thanh Hóa qua số điện thoại 0964 218 686, gặp điều tra viên Lê Đình Tuấn hoặc cơ quan công an gần nhất. Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút chiều qua, khi người chồng không thấy vợ mình là chị Lê Thị P, sinh năm 1976, chú thôn 5 xã Vân Sơn trở về nhà, nên gọi điện nhiều lần và không thể liên lạc. Đến 21 giờ cùng ngày, người dân tìm kiếm thì phát hiện thi thể chị P dưới mương thoát nước, nước sâu khoảng từ 40 đến 50 cm bên cạnh tuyến đường Nghi Sơn ao vàng. Xe máy của nạn nhân được phát hiện cách thi thể nạn nhân 50 m, được dựng trên tuyến đường Nghi Sơn sao vàng. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ việc. Được biết, thi thể nạn nhân được tìm thấy cách nhà khoảng 800m, điện thoại nạn nhân sử dụng vẫn còn đổ chuông nhưng không có người nghe máy. Ngày 19 tháng 3, tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử lại vụ án Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên phạm tội mua bán trái phép chất ma túy bị cáo Trần Thị Hiền sinh năm 1975, là mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên, bị sát hại dịp Tết 2019 gây chấn động dư luận. Trong vụ án này, còn có bị cáo Vì Thị Thu, sinh năm 1982, là vợ Vì Văn Toán, một trong các hung thủ sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên. Sau phiên tòa sơ thẩm, hai bị cáo đều kháng cáo kêu oan. Vào các ngày 18 và 19 tháng 5 năm 2022, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm sau khi xét xử tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội cho rằng có nhiều tình tiết trong vụ án còn mâu thuẫn nhau một số tình tiết không thể làm rõ ngay tại phiên tòa do đó tòa phúc thẩm quyết định hủy một phần nội dung bản án sơ thẩm liên quan đến bị cáo trần thị hiền để điều tra xét xử lại bị cáo vì thị thu cũng kháng cáo cơ oan tuy nhiên tòa phúc thẩm cho rằng không có căn cứ để chấp nhận nên quyết định bác kháng cáo đồng thời giữ nguyên mức án tại bản án sơ thẩm đối với bị cáo này Tuy nhiên, sau đó chánh án tòa án nhân dân tối cao ra kháng nghị, đề nghị xét xử giám đốc thẩm vụ án vì cho rằng không có căn cứ để hủy phần trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Trần Thị Hiền. Tháng 9 năm 2023, Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao ra quyết định giám đốc thẩm vụ án và tuyên hủy bản án phúc thẩm của tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, đồng thời yêu cầu xét xử phúc thẩm lại vụ án. Trước đó, cuối tháng 1 năm 2019, tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên đã xử phạt bị cáo Trần Thị Hiền 20 năm tù vì thị thu tù chung thân cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Liên quan đến vụ án các đối tượng sát hại nữ sinh giao gà là vì văn toán Trần Thu, Bùi Văn Công đều nhận án tù chung thân. Lương Văn Hùng bị tuyên 20 năm tù, ngoài bị cáo Hiền, bị cáo Thu kháng cáo kêu oan, ba người còn lại không kháng cáo. Trong đơn kháng cáo, bị cáo Trần Thị Hiền kêu oan, nói nhắm toán, công đã bắt giữ sát hại con gái của bà, đồng thời vu khống bị cáo này mua bán ma túy. Tương tự, bị cáo vì thị thu kêu an vì cho rằng bị ép cung nên nhận tội trong giai đoạn điều tra. Theo nội dung vụ án năm 2017, vì thị thu mua hai bánh heroin giá 90 triệu đồng một bánh, về bán cho Bùi Văn Công với giá 150 triệu đồng một bánh. Công và Lường Văn Hùng bán số ma túy này cho Trần Thị Hiền với giá 160 triệu đồng một bánh, nhưng bị nợ 30 triệu đồng. Liên quan vụ án con gái bị cáo Trần Thị Hiền bị sát hại, cơ quan tố tụng xác định do bị cáo Hiền không trả tiền nên nhóm Vị Văn Toán, Bùi Văn Công đã lên kế hoạch bắt giữ nữ sinh để ép trả tiền. Chiều ngày 4 tháng 2 năm 2019, 30 Tết nguyên đáng, công đưa Vương Văn Hùng đến chợ nhận diện nạn nhân, bờ mua gà để lừa nữ sinh chở tới một căn nhà vắng. Đến nơi, nữ sinh bị đánh bất tỉnh rồi được chở về nhà công. Sau đó, từ ngày 4 tháng 2 đến ngày 7 tháng 2 năm 2019, nhóm công khống chế hãm hiếp nhiều lần rồi sát hại nạn nhân. Vợ công là Bùi Thị Kim Thu biết việc này nhưng không tố cáo. Mới đây, Công an quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội thông tin đang tạm giữ hình sự Lê Tiến Dũng, 37 tuổi, ở Ý Yên, Nam Định, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Tại cơ quan công an, tài xế Lê Tiến Dũng khai bản thân đã nhận thức được hành vi lái ô tô trốn chạy công an và đâm vào nhiều phương tiện trên đường là sai trái, gây bức xúc dư luận. Anh mong muốn pháp luật cho hưởng lượng khoan hồng. Trước đó, vào chiều hôm 15 tháng 3, anh Dũng được chị THA, 20 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội, nhờ chở đi gửi con ở phố Trương Định. Sau khi chị A gửi con xong, quay ra xe, thì công an phường Trương Định thông báo lỗi đổ ô tô biển số 29C856XX ở nơi có biển cấm đổ. Tổ công tác yêu cầu xuất trình giấy tờ liên quan thì anh Dũng không xuất trình được và xin bỏ qua cho lỗi vi phạm. Tuy nhiên, tổ công tác vẫn kiên quyết yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Dũng không chấp hành mà lên ô tô nổ máy bỏ chạy theo hướng Trương Định, Kim Đồng, Linh Đàm, Nguyễn Xiển, ngã ba Khúc Di Tiến, để lên đường vành đai ba trên cao hướng về Pháp Vân. Anh Dũng thú nhận, do làm ăn thua lỗ, tôi đã cầm cố giấy tờ ô tô để vay tiền. Khi công an yêu cầu kiểm tra thì tôi không còn giấy tờ xe nên nảy sinh ý định bỏ trốn. Khi bỏ chạy, anh không nhớ bản thân đã va quẹt tông vào những phương tiện nào. Anh chỉ nhớ trong quá trình bị truy đuổi, người dân xung quanh hô hào lớn, cướp, trộm. Thậm chí, một số người ném đá gạch vào xe nên càng sợ. Anh Dũng khai, lúc đấy tôi hoảng loạn tinh thần nên cứ thấy đường vắng là chạy vào. Tôi không cố tình đâm vào ai cả. Đến các ngã rẽ tôi vẫn bấm còi để người ta tránh. Anh cho biết thêm, khi chạy đến vành đai ba, đường lúc đó đông, tắt nên không thể chạy được tiếp. Thời điểm đó có một số người đập kính la vào đánh, nhưng may cũng có một số người can và công an đến kịp thời. Cũng theo anh Dũng, bản thân anh nhận thức được việc xử lý vi phạm lỗi dừng đổ chỉ là vi phạm hành chính thông thường, nhưng chống đối công an đâm nhiều phương tiện khác trên đường sẽ bị xử lý hình sự. Qua điều tra, trong quá trình bỏ chạy, ô tô của anh Dũng va chạm với 3 xe máy, một xe tải nhưng không gây thiệt hại về người. Ngoài ra qua rà soát, lực lượng chức năng còn phát hiện ô tô do anh Dũng điều khiển va chạm với hai xe máy khác. Ngoài ra, anh Dũng cũng thừa nhận, cách ngày sự việc xảy ra khoảng 4 đến 5 hôm, anh ta sử dụng ma túy loại kẹo. Nam tài xế cho rằng việc đã sử dụng chất kích thích cũng ảnh hưởng đến tâm lý. Kiểm tra ban đầu xác định đối tượng Dũng dương tính với ma túy chưa phát hiện vi phạm về cồn. Theo nhận định của cơ quan điều tra, hành vi của tài xế Lê Tiến Dũng là côn đồ. Tài xế có chất ma túy trong cơ thể mà vẫn cố tình điều khiển phương tiện. Không dừng lại ở đó, đối tượng này còn hung hãn chống đối lực lượng chức năng nên cần phải xử lý nghiêm minh để làm bài học răng đe cảnh tỉnh cho những người đang có ý định vi phạm tương tự. Mới đây, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội thông tin nữ tài xế Lương Hồng Trang sinh năm 1988 ở quận Tây Hồ, Hà Nội. Người điều khiển xe trong vụ va chạm trên phố Trần Cung, quận Cầu Giấy, gây ồn ào dư luận, bị phạt thêm số tiền 11 triệu đồng cho hành vi điều khiển phương tiện không quan sát gây tai nạn. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị Trang về hành vi điều khiển xe ô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn chị Trang đã bị phạt 35 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng về hành vi điều khiển ô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn. Theo điểm A khoảng 10, điều 5, Nghị định 100 sửa đổi bổ sung tại Nghị định 123. Như vậy, tổng số tiền phạt chị Trang phải nộp cho hai hành vi trên là 46 triệu đồng. Đội Cảnh sát Giao thông số 6 cũng đã có buổi làm việc cùng với chị Trang và anh NVA, sinh năm 1999 ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, người điều khiển xe máy Honda Dream va chạm giao thông với ô tô do bà Lương Hồng Trang điều khiển. Tại buổi làm việc, chị Trang và anh A nhận thức sâu sắc việc đưa những thông tin không chính xác xúc phạm danh dự cá nhân người khác là hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời hai bên thỏa thuận hòa giải va chạm giao thông sau khi trưng cầu thiệt hại giữa hai phương tiện là không đáng kể. Trước đó, tại thời điểm xảy ra va chạm, lực lượng chức năng xác định chị Trang có nồng độ cồn trong khí thở là 0,573mg trên 1 lít khí thở, vượt mức cao nhất 0,4 mg trên 1 lít khí thở. Anh A không có nồng độ cồn. Sau việc trên, mạng xã hội loan tin nữ tài xế Lương Hồng Trang là cháu một lãnh đạo Bộ Công an. Đại diện cục cảnh sát giao thông khẳng định thông tin được lan truyền là sai sự thật. Làm việc với cơ quan công an, nữ tài xế khẳng định bản thân không có mối quan hệ gì với lãnh đạo Bộ Công an. Ngày 11 tháng 3, phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, PA05 Công an thành phố Hà Nội lập hồ sơ xử phạt anh VST sinh năm 1986, Thanh Oai, Hà Nội 7,5 triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn trên phố Trần Cung là cháu lãnh đạo Bộ Công an. Đến hơn 23 giờ ngày 17 tháng 3, lực lượng chức năng đã gỡ phong tỏa đường Việt Bắc, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng sau khi kiểm tra chiếc vali được phát hiện bên đường. Theo người dân khoảng 17 giờ 30 phút chiều cùng ngày, họ phát hiện một chiếc vali màu xanh bị vứt trên vỉa hè đường Việt Bắc. Theo quan sát, chiếc vali có màu xanh, tay cầm màu trắng, có khóa số. Tối cùng ngày, nhiều trang mạng xã hội cũng chia sẻ thông tin trên cùng một số bình luận bàn tán về vụ việc. Do vali còn mới và bị khóa khiến người dân nghi vấn nên trình báo lực lượng chức năng. Nhận thông tin, lực lượng công an quân đội đã có mặt tại hiện trường tiến hành tạm thời phong tỏa khu vực có chiếc vali để kiểm tra. Cạnh đó, có khá đông người dân hiếu kỳ đến xem vụ việc. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành mở chiếc vali, nhưng bên trong không có gì nguy hiểm. Theo ghi nhận, bên trong chứa rác và bún khô. Đáng nói, trước đó vào ngày 10 tháng 1 năm 2024, một chiếc vali nghi có vật thể lạ được vứt trước cổng trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, cũng khiến dư luận quan tâm xôn xao. Cụ thể, trưa ngày 10 tháng 1, Nhân viên bảo vệ trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh phát hiện một người đàn ông cầm chiếc vali đứng rất lâu trước cổng trường phía đường Lê Lợi. Do nghi ngờ bảo vệ liền đến hỏi thì người đàn ông vội vứt vali lại rồi bỏ chạy. Trước hành động lạ của người này, bảo vệ vội báo cáo lãnh đạo trường. Nhận được tin báo của nhà trường, cơ quan chức năng đã có mặt để phong tỏa hiện trường, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn và kiểm tra xác minh. Đến chiều cùng ngày, vali lạ này đã được cơ quan chức năng xác định được chủ nhân là L. q Dê, trú tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Bên trong vali lạ để lại trước cổng trường có những món đồ như lọ sơn màu, tua vít, bị thư rỗng. Gia đình xác nhận ông Dê đang điều trị bệnh tâm thần. Qua đây, cơ quan chức năng khuyến cáo để người dân biết tránh lan truyền thông tin thiếu kiểm chứng, gây hoang mang dư luận. Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận một trường hợp tai nạn hy hữu của cháu trai tên HDH, 10 tuổi, ngụ ở La Di, Bình Thuận. Theo thông tin từ phía gia đình, cháu đã phụ cha lùa bò và bị vấp té rồi bị đàn bò khoảng 20 con bò dẫm phải. Phát hiện vụ việc, người nhà đã xua đuổi đàn bò và nhanh chóng đưa cháu tới phòng khám đa khoa địa phương làm CT scan sọ não, siêu âm bụng, chưa ghi nhận bất thường. Tuy nhiên, sau khi về đến nhà, cháu đã bị nôn máu đỏ sẫm. Tại bệnh viện địa phương, kết quả siêu âm ổ bụng ghi nhận em hát bị tràn dịch ổ bụng, tụ máu bao lách với chẩn đoán chấn thương lách, đa chấn thương, tai nạn sinh hoạt. Cháu trai được sơ cứu rồi sau đó chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến, phó giám đốc bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận, cháu hát lừ đừ với nhiều vết xây sát ở ngực, bụng, tay chân, vết bầm cẳng chân hai bên, chỉ số HCT còn 22%. Đây là chỉ số thể hiện tỷ lệ thể tích hồng cầu trong thể tích máu toàn phần. Trẻ dưới 15 tuổi thường ở mức 35 đến 39%. Kết quả chụp CT ghi nhận bệnh nhi chấn thương dập lá lách độ 4, cực trên lách có điểm tổn thương mạch máu xuất huyết, tổn thương dạ dày, bé còn dập rách phổi, tràn khí tràn máu màng phổi trái và trung thất, tổn thương đông đặc phế nang phổi. Các bác sĩ đã hỗ trợ hô hấp, thở oxy, truyền dịch, truyền máu, trích ngừa uốn ván theo dõi sát tình trạng tổn thương nội tạng. Sau 4 ngày điều trị, tình trạng trẻ cải thiện dần, HCT tăng lên 36%, CT scan não, ngực bụng và siêu âm ngực bụng không thấy xuất huyết thêm. Bác sĩ khuyến cáo người dân khi chăn dắt châu bò cần phải cẩn thận để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra. Có các biện pháp để bảo vệ an toàn cho bản thân, đặc biệt là trẻ nhỏ. Nếu không may bị châu bò dẫm, hút, cần đưa người bị nạn đến cơ sở y tế điều trị kịp thời. Nhiều trường hợp bị trâu bỏ hút kéo chấn thương nặng dẫn đến tử vong. Ngày 19 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ đưa hai bố con ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các đồng phạm ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến vụ án, có 6.630 nhà đầu tư được xác định là người bị hại cũng được triệu tập đến tòa. Sáng ngày 18 tháng 3, công tác chuẩn bị cho phiên tòa đã được hoàn tất. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã dựng dạp trong sân tòa, chuẩn bị ghế, màn hình TV cỡ lớn, hệ thống âm thanh, ánh sáng để đảm bảo có thể tường thuật toàn bộ diễn biến phiên tòa dành cho những người bị hại ngồi ngoài sân có thể theo dõi đầy đủ. Công tác đảm bảo an ninh trật tự cho phiên tòa sơ thẩm cũng đã được lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp và công an quận Hoàng Mai hoàn tất kế hoạch. Sự kiến phiên tòa kéo dài trong 20 ngày có hơn 20 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Con trai chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh là bị can Đỗ Hoàng Việt, phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh, được thay thế sang áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo lĩnh. Nhiều bị can khác trong vụ án cũng được tại ngoại. Trước khi diễn ra phiên tòa, luật sư Nguyễn Văn Tú, người bào chữa cho bị cáo Đỗ Hoàng Việt cho biết, ngay từ giai đoạn điều tra, vào tháng 8 năm 2023, trong bối cảnh khó khăn nhất nhưng gia đình ông Đỗ Anh Dũng, Đỗ Hoàng Việt đã nỗ lực khắc phục 100% thiệt hại với số tiền khoảng 8,6 ngàn tỷ đồng, nộp vào tài khoản tạm giữ của Cục C03. Luật sư Nguyễn Văn Tú cho biết thêm, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã nhận hơn 1.000 đơn xin giảm án do các nhà đầu tư cũng là người bị hại của vụ án gửi đến xin giảm án cho các bị can, đặc biệt là bị cáo Đỗ Hoàng Việt và Đỗ Anh Dũng. Trong đơn, các nhà đầu tư xin tòa viện kiểm sát xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho toàn bộ các bị can, riêng đối với hai bị can Đỗ Anh Dũng và Đỗ Hoàng Việt đề nghị các quý cơ quan có thẩm quyền xem xét áp dụng chính sách khoan hồng, đặc biệt vì hai người này đã nỗ lực khắc phục đầy đủ 100% số tiền của người mua trái phiếu vào kho bạc nhà nước trong thời gian ngắn, đã giải tỏa được tâm lý lo lắng cho các nhà đầu tư. Trong vụ án này, bị cáo Đỗ Anh Dũng, Đỗ Hoàng Việt cùng với 8 bị cáo thuộc công ty Tân Hoàng Minh và 5 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 Bộ luật hình sự. Theo cáo trạng, tháng 6 năm 2021, Tân Hoàng Minh bị dư nợ tín dụng hơn 18.500 tỷ, rồi tăng thành gần 20.000 tỷ tại thời điểm đầu năm 2022. Để trả nợ và chi tiêu, Đỗ Anh Dũng chỉ đạo cấp dưới phát hành các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhằm huy động vốn Tân Hoàng Minh không trực tiếp đứng ra phát hành trái phiếu do có nhiều công ty con không thể kiểm toán kịp thời. Do đó, ông Dũng và đồng phạm sử dụng hành vi gian dối, dùng pháp nhân ba công ty thành viên phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật với tổng trị giá 10.300 tỷ. Quá trình thực hiện ông Dũng và đồng phạm thông đồng với các bị can, đối tượng tại công ty kiểm toán Nam Việt chi nhánh phía Bắc và công ty CPA Hà Nội, mục đích để hợp thức số liệu, làm đẹp báo cáo tài chính các năm 2020-2021 của các công ty để có đủ điều kiện phát hành trái phiếu. Sau khi mở 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ, hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng, từ đó, Đỗ Anh Dũng và đồng phạm huy động được tổng số tiền gần 14.000 tỷ. Tuy nhiên, sau khi huy động tiền, các bị can tại Tân Hoàng Minh đã chiếm đoạt 8.600 tỷ của nhà đầu tư. Sau khi trải qua những vấp ngã, Ngọc Trinh tự rút ra cho bản thân những bài học quý giá. Ngọc Trinh của hiện tại điềm đạm trưởng thành hơn. Thay bằng những suốt hình sexy quyến rũ, thì người đẹp dường như có phần kín đáo hơn trong những bức hình đăng tải trên mạng xã hội. Nói về quan điểm hạnh phúc, Ngọc Trinh đồng quan điểm với định nghĩa rằng sẽ có hai cô gái có quan niệm khác nhau về hạnh phúc. Cô gái thứ nhất coi hạnh phúc chính là năng lực. Cô gái thứ hai lại coi hạnh phúc là một loại may mắn. Ngọc Trinh bày tỏ, cô gái thứ nhất luôn tự dặn mình phải không ngừng nỗ lực mỗi ngày, tự đặt ra tiêu chí cho bản thân rằng hôm nay phải xinh đẹp hơn hôm qua một chút, hiểu biết nhiều hơn hôm qua một chút, hoàn thiện bản thân hơn hôm qua một chút. Cuộc sống với cô gái này không phải những ngày hưởng thụ mà là vô vàn khó khăn lẫn áp lực. Bù lại cô ấy sẽ nhanh thôi khẳng định được giá trị của bản thân mình. Vì đơn giản cô ấy chưa bao giờ dừng lại hay mong đợi ai đó đem hạnh phúc đến đặt vào tay mình. Cô gái thứ hai không bận tâm điều đó, chỉ muốn thử vận may, như thể đứng giữa chợ mà lựa chọn. Nếu không phải người này thì chắc là người kia rồi. Cứ thế cô ấy tận dụng những gì bản thân mình sẵn có là một trái tim mỏng manh ngây thơ và một tâm hồn lương thiện. Mong sẽ tìm được ai đó thật mong manh hạnh phúc tới cho mình. Tiếc thay, vận may có vẻ hết lần này tới lần khác ngoảnh mặt. Cô ấy đem lòng yêu ai thì người ấy lại mang về toàn nước mắt. Hạnh phúc như thế cứ lẩn tránh, trêu đùa với cô ấy hoài. Theo thời gian thì cô gái thứ nhất, càng ngày bản lĩnh càng lớn. Tới lúc thực sự trưởng thành thì không còn quá bận tâm. Tới việc ai đó mang cho mình hạnh phúc nữa. Thậm chí còn ung dung ngồi cười mấy người chê mình ế. Vì tự thân cô ấy hạnh phúc với sự nghiệp, cuộc sống đủ đầy của mình rồi. Còn cô gái thứ hai, bao năm nhìn lại, vẫn dậm chân tại chỗ, lúc nào cô ấy cũng loay hoay sợ người khác bỏ mình, không hiểu vì sao người ta lại không trân trọng tình cảm của mình, vì yêu ai cũng thất bại nên tự ti cứ thế tăng dần lên, nhìn đâu cũng thấy những điều tiêu cực, cô ấy dần không còn niềm tin vào những cái gọi là hạnh phúc nữa. Sau cùng, Ngọc Trinh rút ra rằng mình chính là cô gái thứ nhất, cũng chính là cô gái thứ hai, bởi đôi khi cô gái thứ hai là hiện tại của bạn, cô gái thứ nhất lại chính là tương lai của bạn. Cuộc đời của bạn không phải cho may rủi, tất cả là do bạn chọn mà thôi. Sau những vấp ngã, Ngọc Trinh tự rút ra cho mình nhiều bài học quý giá, những biến cố khiến người đẹp trưởng thành và bản lĩnh hơn. Cô hứa từ nay sẽ hoàn thiện mình để mang lại giá trị tích cực cho xã hội. Có thể thấy, Ngọc Trinh đang sống tích cực, nhìn nhận những sai lầm sau biến cố. Trước khi vướng ồn ào, công chúng thường nghĩ ngay đến Ngọc Trinh những bộ ảnh thiếu vải hay những phát ngôn gây sốc nhưng được cho là thật thà về tình, tiền. Nữ hoàng nội y Ngọc Trinh từng khiến công chúng choáng ngợp khi khoe những tài sản khủng, nổi bật xế hộp màu hợp mệnh 30 tỷ đồng. Năm 2015, Ngọc Trinh mua căn penthouse 180 m2 với giá khoảng 20 tỷ đồng. Không chỉ sở hữu nhà đẹp, bất động sản, Ngọc Trinh còn sở hữu nhiều xế hộp đắt tiền. Nữ người mẫu, diễn viên Ngọc Trinh lái chiếc xế hộp Mercedes Maybach S600 trị giá 12 tỷ đồng đi sự kiện. Bên cạnh đó, Range Rover LWB có giá bán 8 tỷ đồng. Trước đó, cô sở hữu BMW 750 ly với giá 5 tỷ đồng. Chiếc xe được nhắc đến nhiều nhất là chiếc Rolls-Royce được cô mua vào năm 2021 có giá hơn 30 tỷ đồng. Ngoài ra, đồ hiệu những chuyến du lịch xa xỉ cũng là từ khóa gắn liền với Ngọc Trinh. Không ít lần, cư dân mạng đặt câu hỏi Ngọc Trinh giàu cỡ nào và Ngọc Trinh làm gì giàu thế. Nhưng sau sự cố, cô dường như đã tiết chế hơn nhiều.